Xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của vợ chồng mình. Chào đi, chào đi, chào đi. Nói chung là đã Tết rồi. Thì Tết thì phải là tụ tập đúng không? Đây, tụ tập anh em. Thì chắc là sẽ cái video này thì bọn mình muốn trở lại hồi kiểu hồi xưa một xíu. Thì mình không phải là mình ăn Tết theo kiểu như là chạy ra ngoài đường chơi như thế nào nữa. Thì mình ăn Tết theo kiểu dân gian một xíu. Thì mấy bạn đoán xem nếu mà dân gian chúng mình sẽ làm gì nè. Làm gì? Chung không? Bọn mình cũng muốn có một cái Tết gọi là bên anh em nè, bên kiểu gia đình nè. Đó thì nói chung là hôm nay là anh em đã tụ họp lại với nhau. Sẽ có những cái trò chơi kiểu dân gian nè, nấu những món ăn trong dân gian. Đó, nói chung là chắc là mong là mọi người sẽ enjoy cái video này cùng nguyên một đám tụi mình luôn nha. Đó, chắc bây giờ mình bắt đầu đi. Rồi, nấu món gì thì mời các bạn xem tiếp. Thì chắc là bây giờ cho sẽ dùng cái thùng này để ra. Đây, để em đi rửa rồi bỏ đá vô, ướp nước. Bé Fami nhà tôi đó nên mọi người ủng hộ cho nha. Thì bé Fami đó nếu mà bạn nào mua á, một bé là 500 ngàn. Nhưng mà khi mấy bạn mua qua Insta của Choi thì Choi sẽ tặng kèm thêm một cái quần. Một cái quần short ngắn brand của Choi tự thiết kế đó. Thì nếu mà bạn nào ủng hộ, kể cái quần đó là đã 200 mấy, 300 ngàn rồi. Thì nếu mà bạn nào ủng hộ Choi thì cứ direct qua cho Choi, Insta của Choi ở dưới đây nha. Bây giờ mình sẽ đi ra. Mọi người đoán xem Choi nấu cái gì không? Nấu cái gì? Nhìn vào đây nữa nè. Nấu gì đây? Bánh chưng. Năm trước thì mẹ Choi cũng đã có nấu rồi, cho nên là Choi cũng biết được một phần để nấu bánh chưng này. Chắc là cái video này phải là một ngày một đêm đó nha, cameraman. Nha. Thì nói chung là bây giờ đợi mọi người tụ họp lại với nhau để làm nha. Trường.
bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ, coi như là lì xì làm vốn cho mọi người xíu, hoặc mọi người có vốn chơi. Thì nói chung là hai vợ chồng mình cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã giúp đỡ. Nói chung là cũng có sức của mọi người để kiểu đúng rồi. Thì trong đây có 6 bao lì xì, mệnh giá cao nhất là 500.000 và thấp nhất là 10.000 đồng. Đây có 6 bao, giờ sẽ xào lên nha. Anh em thông cảm đi, 500. Rồi, chưa đừng mà. Fan của Tâm trôi ra thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống, dành sự như ý, tiền vô như nước. Năm mới chúc mọi người có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và cái đó là hay mọi người. Năm mới cái điều quan trọng nhất là sức khỏe, chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Chúc cho hai bạn của mình bao có nước vàng nha. Xin chúc mọi người năm mới, một năm Tân Sửu 2021 thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và người thân một cái Tết năm nay. Thì Tâm là đã chúc là có thật nhiều sức khỏe nè, rồi hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè. Thì cho anh thì cho chúc một người là sau những cái mà kiểu những cái một năm 2020 là có những cái chẳng hạn như là lũ lụt hay là thiên tai hay là những cái mà dịch bệnh nè, thì mong là mọi người sẽ luôn giữ nhiều sức khỏe nè, để luôn ủng hộ cho vợ chồng Tâm với Trôi, và mong là sau qua một năm mới thì mọi người sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa đó. Thì rồi thì bây giờ tụi mình dành một cái chút khoảng thời gian riêng dành cho anh em thì xíu hồi mà có chơi thêm trò chơi gì mới hoặc là bánh chưng mà có chín á thì mình sẽ bánh gọt ngày mai rồi. Tới ngày mai rồi. Đã thấy thì nãy giờ đánh lô tô, chơi lô tô rồi đánh cầu lông, thì bây giờ cũng đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, thì tụi mình chắc sẽ nghỉ ngơi một xíu, rồi sáng thì mình sáng là chắc là chắc chắn bánh sẽ chín rồi, thì lúc đó mình sẽ lấy bánh ra và cùng mở cho mọi người xem coi kết quả sẽ đúng rồi thành phẩm sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. The next day. Thì bây giờ là mình sẽ cắt ra thử coi thành phẩm của tụi mình làm được như thế nào nha. Giờ cắt một cái là đau lòng mọi người. Ngồi tự làm. Đây là cái thành phẩm. Thì bây giờ đợi đợi Tâm đi lên lấy lấy chén. Xin mời. Heo muốn làm bánh nát. Chắc là chưa ráo hết nước đó, nên nó còn hơi ướt. Đậu xanh kìa. Còn thịt nữa. Rất tiếc cho các bạn mà đi về hôm tối sớm. Vừa nấu bánh chưng xong rồi đã ra về rồi.
Giờ thành quả là cuối cùng hai vợ chồng hưởng. Rồi, mời, mời các bạn cùng ăn. Để xem thành quả mình tự làm như thế nào. Để cho mấy từ. Ổm không? Cái vị là ổm ngon nhưng mà chắc có lẽ là cái bánh nó chưa ráo nước ấy, nên nó kiểu cái nếp nó hơi bị nhão. Thì Tết năm sau tụi mình sẽ rút kinh nghiệm. Nói chung là cái gì của mình làm á thì ăn thì sẽ ngon hơn. Mình ăn sẽ biết quý hơn. Đúng rồi. Nice. Tại vì vui một đêm được mà. Vui một đêm. Rồi, chào chơi. Canh, canh nước, canh than rồi, canh củi rồi. Này mình lên làm không? Làm kiểu bánh chân chiên á. Ừ, thôi chắc mình ăn phần đi rồi còn lại chiên. Thì còn những cái còn lại thì chắc mình sẽ chặt chia cho gia đình hả? Chia cho gia đình, bạn bè. Rồi. Thôi, chắc em video này tại đây đi. Để vợ mình lên chiên bánh chưng. Đói quá, sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Thì mong là các bạn sẽ thích video này. Trong mùa Tết. Trong mùa Tết, đúng rồi. Thì nếu tại vì Tết thì sẽ không có làm gì nhiều. Thì tụi mình đã suy nghĩ ra những cái content kiểu mang lại cái kiểu gần gũi hơn với mọi người. Thì mong là mọi người sẽ thích cái video này của hai vợ chồng. Nếu mà mấy bạn thích những content nào trong Tết, muốn tụi mình làm nữa hay quay nữa về những chủ đề chẳng hạn như dân gian như thế này nữa, thì mấy bạn cứ comment ở dưới, thì tụi mình sẽ xem và tụi mình sẽ, nếu được tụi mình sẽ quay cho mấy bạn, để nên là mọi người nhớ ủng hộ vợ chồng mình nha. Rồi, các bạn nhớ like và subscribe video, nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất. Thì hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.